cửa bên kia thôi chứ họ không sang được tháp bên có này. Có nghĩa là gì? Việt Nam mình là sẽ có thác nhỏ với nửa thác lớn. Trung Quốc là chỉ được nửa thác lớn thôi. Mình nhớ đó, trước có bạn bảo mình bên này là vợ này, thác vợ này, còn bên này là chồng này. Đây là thác vợ, đây là thác chồng. Đến đây, đến đây. Đấy, thác vợ, thác chồng phía bên này. Ghê không, ghê không, ghê không? Kéo về đây. Tiểu thư muốn đi đâu? Đi thẳng thẳng tiến. Đi thẳng thẳng tiến. Đẹp nha. Nào, cúi xuống hôn miếng đây. Đây, quẹo đây đúng không? Cái này là hotel mà. Bản dốc Bay Sơn. Mình là báo ID. Cậu cậu. Đường này là đường của em, anh đến đây thì anh phải ngoan. Lối vào thác Bản Dốc cách 50m là sẽ đi thẳng xuống đây. Sắp đến là thác Bản Dốc rồi, thác đẹp nhất Việt Nam đúng không nhỉ? Thác đẹp nhất Việt Nam. Mình trên kia mình đi mình thấy bên Trung Quốc họ xây đẹp thiệt. Nắng thực sự. Ui, anh này ngầu chưa? Bán em vé hai người lớn. À, cho em hỏi cái trong này mình được bay flycam không chị nhỉ? Không được bay hả? Dạ. Bay không được tắm nhỉ? Dạ dạ. Thì mình vừa hỏi là không được bay flycam các bạn ạ. Cái này là không được hả? Không được bay. Đây đây anh cất. Mất công. Đứng đây đi, đứng đây. 5 giờ rồi mà vẫn nắng. Đây là cổng vào. Chưa chân ở đứng đây là mình đã nghe tiếng thác rồi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Go Go TV. Ghê. Đấy, mới có một hôm mình trending thôi, hôm nay chào hơi bị ok rồi đấy. Thì trong này không được bay livecam. Tí mình chạy xe ra ngoài mình bay cho các bạn coi. Nắng lắm mọi người ạ. 5 giờ chiều rồi đó, các bạn thấy này. Đúng là ngày tháng 5 dài kinh khủng. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng. Hôm qua mình ngủ 4 giờ sáng vậy mình đã thấy trời sáng trưng rồi. Trời nắng 10 chưa cười đã tối hả? Đấy. Đây là đường vào thác Bản Gốc. Tiếng thác chạy rất là to luôn nha. Đường này là họ làm lại cũng sạch đẹp với mọi người. Đợt mình đi á là vẫn còn đường đất á. Đợt em đi đường đất hả? Dạ. Anh thì anh lại thích đường đất hả? Năm ngoái mình đi cũng tầm này. Dạ. Đường đất. Thế mà mới có một năm thì. Mà có cổng nó. Bên kia là Trung Quốc rồi đúng không? Dạ. Thì cái sông này là sông ngăn cách được biên giới của Việt Nam và Trung Quốc đó các bạn, có nghĩa là mỗi bên một nửa. Đúng. Mỗi Việt Nam một nửa sông, Trung Quốc một nửa sông, cả hai cùng khai thác. Nghe tí thú nha. Lần đầu tiên mình thấy nhà Trung Quốc ngoài đời nè các bạn. Và chưa thấy người Trung Quốc. Kiểu thấy người Trung Quốc thì thấy rồi mà người Trung Quốc ở đất Trung Quốc á. Đó, tiếng đó. Mình nghe được tiếng Trung Quốc rồi. Ôi bên kia người Trung Quốc nhiều lắm kìa. Lát chắc lại biết được hai từ ni hao. Đây khu vực biên giới bên kia người ta làm lan can đi xuống các kiểu đẹp lắm. Trên tít trên kia là nguyên một cái hàng rào gì kìa. Đây vào đây là có bóng cây là mát rồi nè các bạn, chỉ có nắng một chút thôi. Nắng thì nắng nhưng mà không có nóng, do là ở gần suối cho nên là khá là mát. Ở đây có anh em nào đi thác Bản Gốc rồi comment cho mình biết với. Mình thì lần đầu đi. Đấy. Mình đi đâu chơi là cứ phải có gái xinh thì mình mới đi cơ. Đấy. Hai bên không có hoa rừng gì hết nhờ. Phải có hoa rừng. Trước em đi là hoa đó là có cả cổng hoa cơ. Cổng hoa á? Ừ. Hôm nay chắc họ chưa làm kịp à. Ua, tiếng thác chảy nè. Nhưng mà không được tắm nha các bạn. Chưa, thác kìa. Đó, sắp đến thác rồi đó.
Cái đó mới gọi là thác nhỏ thôi đúng không? Ừ. Thác Bản Dốc này thực ra nó có hai bên ấy. Người ta hay nói là một cái là vợ, một cái là chồng ấy, kiểu thế. Thế á? Đấy bạn, mình vừa mới đi tới đây thôi là mình đã thấy thác kìa. Đây. Ôi đẹp cực kỳ luôn á. Bên này là phụ này, bên này là chính này. Wow. Ui là trời, tuyệt vời luôn á. Đây nè, đây có một cái bản khu vực biên giới, lần đầu mình thấy luôn á, trời đẹp kinh khủng luôn. Nhưng mà anh nghe nói là cái thác con nhìn sẽ thấy được cầu vồng đúng không em? Chỗ này để anh ra anh coi thử có cầu vồng hay không. Ngày trước em đi là hai hàng này là người dân không có làm cổng như thế kia đâu. Thế á? Chắc bây giờ nó dẹp hết sạp rồi. Người dân bán đồ á hả? Đúng rồi, bán đồ này, cho thuê đồ này, dọc hai hàng này luôn, và đường này nó chưa xây, nó là đường đất. À. Còn đi trên bờ ruộng nữa cơ. À, nay bê tông hóa rồi. Nhưng mà làm thế này thì nó sạch đẹp hơn, nó quy mô hơn. Không, anh thích đường đất cơ. Nó dạp hết mấy cái lều đi ấy, thì nó nhìn nó văn minh hơn ấy. Lần trước là lều người không, ta giải đấy. Không, để hoang sơ từ đầu cuối không á. Không, nhưng mà lần trước nó cũng kiểu nó dựng nhiều lều, nhìn nó cụ chuồi lắm. Ui, trong này đông thật sự. Mát rồi mẹ. Ui, mát quá. Đây, đưa nón đây để anh cất vào. Cầm cho anh này. Mới cất nón xong rồi lại bị nắng vã cho bập bập. Thôi, sao vào đây. Mấy cái thuyền này mình có được đi không em? Hả? Mấy cái thuyền này này. Thuê có vé. Mình có được đi không? Phải mua vé lên thuyền. Mua vé lên thuyền nè. Ô, con nít tắm nè, thế mà không cho người lớn tắm. Đây, thác đây các bạn ơi. Đẹp quá. Nhưng mà mình chưa thấy ánh cầu vồng nha. Chưa. Nhưng mà cầu vồng này phải đi ban sáng cơ. Nắng nó hắt từ bên này sang thì mới thấy được. Thác kìa. Đó, thằng đó đó. Đẹp nhờ. Đi 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 vào đây cho má. Đây là Trung Quốc kìa. Từ đây nhìn sang bên này là Trung Quốc đó bạn. Đấy, đây khác bên Trung Quốc thì là người ta làm lán chạy rồi rất là nhiều luôn. Còn đây là các bạn trẻ đang đứng ngoài đây để tắm này. Thác đẹp quá. Đây là thác nhỏ. À, đứng đây thì mình có thể thấy được cái cầu vồng bé bé. Nhưng mà không rõ lắm. Phải anh phải đi buổi sáng thì nó có chiếu hắt bên này này thì mới thấy được. Đúng rồi, phải có anh. Mình đang đi ngược lại á, mình đang đi buổi chiều muộn đó. Thì anh nắng nó đang ngược lại á. Ôi, tới đây mát rồi. Nước cứ văng hết vào người. Thích nhờ. Hay à. Đẹp thực sự luôn ấy. Đẹp quá mọi người ạ. Bên kia có con ngựa kìa. Mát ghê á. Wow, xuất sắc luôn. Xuất sắc thực sự. Đứng ở đây là cái hơi nước á, không phải hơi nước mà mưa kiểu phùn á, nó văng nó thổi vào. Nhưng mà mình không hiểu tại sao sau vách đá như thế này rồi mà gió vẫn rất là mạnh nè, gió thổi nè, thổi bay cả tóc của cô Trung. Bên Trung Quốc họ làm những cái đó là cái trượt ống thôi em, hay là họ là cầu thang vậy biết không? Họ không biết hả? Bên kia họ làm ấy có kiểu hình như là cái cầu xe đi xuống á. Thế hả? Hoặc là đi bộ hay là đi dài như kia. Đây này bạn, bên Trung Quốc họ không biết họ xây rất là hay nha. Bên kia họ còn một cái cần cẩu để xây đường rồi. Đường cặp vách núi luôn. Kiểu giống như cái cầu kính ở Mộc Châu vậy á, xây cặp vách núi như vậy á. Đấy, xuống đây dẫn xuống đây là hệ thống chòi ấy đồ, đông lắm. Nhưng mà bên kia thì lại không bằng Việt Nam mình. Việt Nam mình là có nguyên một bãi đất trống như thế này để đứng ngắm cảnh. Còn bên kia thì chỉ được ngắm từ xa thôi. Đó là lợi thế của Việt Nam chúng ta. Được thiên nhiên ưu ái hơn. Đẹp nha. Cô giáo Trung có kiến thức gì về thác Bản Gốc? Cô Trung chỉ biết là nó thuộc Trùng Khánh Cao Bằng thôi. Yeah. Nó có hai bên này.
Nhưng mà bên Trung Quốc thì họ chỉ đi được thuyền bên kia thôi các bạn ạ. Nửa bên kia thôi chứ họ không sang được thác bên có này. Có nghĩa là mình... Việt Nam mình là sẽ có thác nhỏ với nửa thác lớn. Đúng rồi. Trung Quốc là chỉ được nửa thác lớn thôi. Mình nhớ là trước có bạn bảo mình bên này là vợ này, thác vợ này, còn bên này là chồng này. Đây là thác vợ, đây là thác chồng. Như thế. Rồi đứng 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 như này cho nó đúng thứ tự em. Đứng đây. Đứng đây, đứng đây. Đấy, thác thác vợ, thác vợ, thác chồng phía bên này. Ghê không, ghê không, ghê không. Đẹp nhờ. Thác kia thì quay ở trên xuống sẽ rất là đẹp kìa. Thác kia. Ừ. Đó là thác chính, còn thác này thì nhìn ở dưới nhìn xinh. Có mấy người đi ra đó nữa kìa. Đợt này nhiều nước. Đi, đi ra đây. Nó khó. Chỗ này trơn nha, cẩn thận nha. Có một cây cầu. Bên này nhiều nước. Gió hôm nay hơi gió. Đây. Núi to đi tận đây. Đẹp quá các bạn ạ. Thì thác Bản Gốc này là thác đẹp nhất Việt Nam và lớn nhất Việt Nam luôn. Còn xét trên thế giới là lớn thứ tư thế giới đó bạn. Nếu mà tính là cái thác giáp danh của hai quốc gia thì là được xếp vào lớn thứ hai. Đấy, rất là ít thác mà gọi là giáp danh giữa hai quốc gia như thế này. Đó là một điều rất là đặc biệt của thác Bản Gốc. Bản Dốc chứ không phải Bản Gốc nha. Ngày xưa mình cứ tưởng là gốc đó. Nhưng thực ra là dốc, Bản Dốc. Đây, con nít thì chơi được, người lớn thì không có cho tắm. Thác Bản Gốc đồn lọt và tốt, đẹp nhất thế giới á. Thác đẹp nhất thế giới á. Tốt, các thác đẹp nhất thế giới rồi. Là tốt. Chứ ở bên... Một trong 7 thác nước đẹp nhất thế giới các bạn ạ. Một trong 7 thác nước đẹp nhất thế giới. Thác Bản Gốc. Đây, nằm trong top 4 thế giới về thác nước xuyên quốc gia lớn nhất trên toàn thế giới. Đứng cha đứng cha Google rồi đang đó. Đó ra là một cô giáo rất là hiểu biết về kiến thức địa lý nha. Tại vì cô dạy vật lý chứ cô không có dạy địa lý ha. Đây, chân chúng ta sẽ như thế này nha các bạn. Đá ở đây thì không nhọn đâu. Đá tròn tròn, người ta giải đá tròn tròn à. Cho nên là đi chân đất thoải mái. Thôi, về về lại bế thác này thôi. Thác bên đây xa quá, không đi ra được. Thác bên này thì nhìn được cái dòng nước nè. Ây da. Cô ấy đang tìm đến tình yêu của cô ấy. Chàng trai thì đứng ở giữa thác. Còn cô ấy thì bây giờ bắt đầu mới đi. Hai người đã gặp được nhau, liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra? Vâng, cô ấy lướt qua anh ấy và anh ấy y vào. Vâng, chuyện tình đến đây là hết. À, rồi anh cũng sẽ phải nhận ra. Chúng đã đi qua từ hôm qua. Cứu tôi trời ơi. Vâng, cô ấy thất tình cho nên cô ấy đã... Xong rồi. Có sao không? Cô ấy quá đau khổ. Không tin vào tình yêu nên cô ấy ngã một cái pẹp. Đây là rửa quần này. Vâng, tiếp theo cô ấy lại đi vào. Sai lầm. Cô ấy không tìm được một tình yêu đích thực ở đó. Cho nên cô ấy đi vào với một vết thương ở mông. Thẳng ngờ quần. Thẳng thôi, thẳng đi. Đứng yên. Vẫn là quần à nào. Mà anh ấy còn chưa đi vào. Quay. Ê, sao ngã. À, bước lên kia mình ngã đúng không? Từ từ. Chưa. Đi ra. Anh ra đấy đi. Đâu máy đây em quay á? Tổng quay về đấy hả? Sao? Ông nó áp đặt em nhìn ra lên. Để mình ra thử em à.
chỗ đó tại sao em ấy lại ngã nha. Đi đến đây cho người ta chụp hình cái đó. Đây, trời ơi cực kỳ trơn luôn á. Còn mới đây ra lại lên to ra đây này. À ra đây thì lại đâu có trơn đâu, nó có nước thì lại không trơn nữa. Ở đây thì nó lại ít trơn hơn nhá. Đây là cái chỗ em ấy té đâu nhở. Theo mình thì chỗ này, chỗ này đã làm cho em ấy té bước ngay đây nè. Chỗ này thì lại cực kỳ là trơn. Wow, từ đây nhìn lên nè. Cao quá không ai lên được. Cái này rất là nguy hiểm. Có đau không? Không sao, đau mông. Nó dập trúng cái mông hay cái lưng? Cái mông. Cái mông thì thế thì không sao, sưng mông thôi. Nó trúng cái lưng mới lo thôi. Đi. Mấy trăm cây số bằng những cung đường rất là khó đi. Và thành quả thì nói chung là rất là đẹp. Nhưng mà con cái là không được ngắm cầu vồng này, không được đi thuyền ra kia này, cũng khá là một điều khá là đáng tiếc. Cho nên là mình chắc là mình có thể là mình sẽ quay lại đây vào một lần nào đó vào buổi sáng. Có một chú ngựa, em có muốn cưỡi ngựa không? Không. Để anh hỏi thử bao nhiêu tiền một con. Không. Hả? Không cưỡi đâu. Không cưỡi á? Sao vậy? Quần ướt mộng thôi, sợ nó ngã em. Anh ơi, cưỡi ngựa bao nhiêu tiền một người á? 30 hả? 30 một người là đi từ đâu tới đâu? À, con này chở được mấy người nhỉ? 2 người luôn. Dạ. Một người đi thoải mái, biết kéo không? Kéo biết kéo đi không? Kéo đi không? Biết kéo đi không? Kéo là nó theo rồi đúng không? Thế cho em, cho một người đi, cho bé cưới em làm người kéo dây nhá. Ok. Hả? Anh vào vai, anh vào vai kéo dây, còn em thì ngồi lên. Không ngã được đâu. Không ngã được đâu. Con này hiền mà. Quên nãy giờ mình đứng sau đít nó. Không sợ đâu, đít không sợ nó. Đứng sau đít nó cũng không đá hả? Chết. Ngoan nha. Ngoan nha. Thoải mái chờ luôn con này. Thường thường. Thường thường đứng sau đít mình nha. Cầm nó đi. Không bao giờ nữa. Có 30 ngàn đó có bảo hiểm chưa chú? 30 ngàn đó có bảo hiểm chưa vậy? Ok. Nè. Chú cầm này giùm, quay giùm tụi con đi. Cứ thấy tụi con ở giữa khung hình là được. Bây giờ con lại rồi đúng không? Kéo về đây. Tiến Hương muốn đi đâu? Đi thẳng tiến. Đi thẳng tiến. Không phải là, Tiến Hương muốn đi hướng nào? Cho sao mẹ đi ít thôi không nó. Nó mệt đó. Đi vòng lại hả? Bây giờ đi đâu con? Bình thường con hay đi đâu? Ủa gì vậy? Bình thường con hay chở khách đi hướng nào, giờ con tự đi đi. Không biết nữa, không có nhớ. À đi chú. Con hiền quá, bây giờ con đi. Đây. Không ác con. Chú dắt ra. Đi theo anh, đi ngựa đi theo anh. Anh dắt ngựa ra đây nhá. Ủa em, người ta đi ấy được kìa, người ta đi thuyền được kìa. Mình có đi không? Tí mình đi. Tí mình ghép mình đi. Đây. Đứng lại, đứng. Đứng lại, đứng, 1, 2. Đẹp chưa? Nào, cúi xuống hùng miếng rồi. Xác vô. Hùng đựng chân thôi chứ không có được hùng thiệt. Đi xuống đây con. Sợ bị oánh ghen lắm các bạn ạ. Ai muốn ghen trời. Đấy. Đi. Đi. Ây dồi. Ngoan quá à. Dắt nó đi thoải mái luôn rồi. 30.000 là mình được dắt ngựa, còn em ấy được ngồi ngựa. Bây giờ sẽ đi lại đây nhá. Đi đây con có đau chân không? Chạy đi. Nào, bây giờ sẽ đi lại gốc cây này cho đẹp nhá. Cái hàng kia hả? Đi ra con.
Được trở lại đấy. Đi qua đây chụp với thác một tấm hình nha em ngựa. Ôi, ngựa này là ngựa Bạch Long á. Em hi thử coi. Ngoan ha. Ngựa người lạ là dắt cũng cho dắt đi. À, đây chụp với cái tiêu thác nha. Nó đi theo anh nè. À, cái dây này dài mà, cái dây dài hình người đó. Nhưng mà nó cứ đều đi sát anh cơ. Rồi, họ con. Đây họ. Dừng. Dừng. Stop. Dừng con. Dừng. Em đừng có giật nó, Ôi em ơi. Nó mới đánh anh kìa. Đây. Cho chụp tấm hình nha. Từ nha, chụp tấm hình. Quay đẹp nha. Ok. Đây này. Làm động tác cưỡi ngựa đi. Đây, được. Ok. Anh bị chụp xa mà. Hả? Cho em xem. Anh quay chụp hả? Chụp, anh chụp cho em. Thôi, tấm mày đây. Cho về. Đâu anh dắt về chứ? Trời, nó đều em nó nặng. Đi. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đi về nghỉ ngơi thôi. Nó biết nghe lời các bạn. Ê, biết bước qua vũng nước nữa nha. Thấy rồi nha. Nó biết bước qua vũng nước nữa kìa. Thế là được 30.000. em nhận được nhiều quá em ngựa. 30.000 của anh là em được 10.000 không? 10.000 mua cỏ. 10.000 là chụp cho con xuống. Tới nơi. Ui, tự xuống luôn hả? Ghê vậy. Rồi, tụi con cảm ơn nha. Ấy, tí nữa thì xin mất cái mũ. Cái mũ này là mũ cowboy. Tụi con cảm ơn. Đi thuê nó. Đây là giá đi lẻ, 50.000. À, xuống dưới đưa tiền hay đưa ở đây? Đây, chúng ta ngồi đây luôn. Ngồi vị trí đầu luôn. Có lý. Yeah. Hai đứa xuống trước cho nên là được ngồi vị trí đầu tiên. Đi thôi. Đi bằng một cái động cơ mini. Ở đây các bạn, ở đây là một anh lái với là một anh lơ để quan sát du khách. Anh một anh lái đằng sau nè. Còn một anh kia là như kiểu là xảy ra trường hợp gì đó thì anh ứng cứu. Tại vì về cơ bản ở đây nước nó cũng hiền hả các bạn ơi. Nước ở đây chảy khá là chậm, không có nhanh. Thôi tí lại gần. Anh chui vào cái móc móc kìa nè. Giờ này đó, cái này đóng cửa. Bên Trung Quốc vắng ha. Không ai đi luôn. Tức là bên Việt Nam mình ăn chơi nhiều ghê á. Đi nè. Đoàn nối đuôi nhau. Trên kia toàn là đoàn của Việt Nam, Trung Quốc chả có mấy. Quá rồi, ngựa buồn thôi. Ngựa mệt rồi, cuối ngày mệt rồi. Con ngựa rồi, cuối ngày nó mệt rồi. Với lại cô Trung kiểu phúc hậu quá. Cho nên ngựa nó cũng đuối. Hèn chi anh dắt nó cứ hồi hồi anh mấy cái. Nó kêu anh, thôi cho tao về, tao thối tiền. Ngựa tính bảo là tao thối tiền. Cô này nặng quá, tao trừ từ. Cảm giác đây, để anh quay nước sông. Đây là nước thác chảy xuống nè. Rồi, đẹp chưa này các bạn ơi. Đây, thanh niên ngồi nghịch lắm một góc. Thích chưa các bạn ơi. Mát cực kỳ luôn nha. Nước này, nước mát cực kỳ luôn. Nước mát ghê gớm. Woo!
Oh my god. Ok. Ok. Ra đây hết mắt rồi. Wow, đẹp chưa bạn ơi. Người ta chỉ đi ở dưới đây thôi. Thôi được rồi, cho chân lên đi. Không, phải nghịch nữa. Kệ đi. Cho chân lên đi. Thầy không hả? Nguy hiểm á. Đây nước này các bạn. Mình được nhúng chân xuống luôn, rất là thích luôn. Đây đây, xương các bạn thấy bay nè. Hơi nước á, nước bọt nước bay ra. Bay quá bay luôn. Đây là du khách của ngày hôm nay. Còn bên kia là thác phụ. Đây là thác chính. Ở trên này á, bạn phía tít ở trên á, có những chia ô ra chảy đẹp lắm. Flycam đẹp lắm nhưng mà không cho bay, tiếc ghê á. Say hi. Oh yeah. Đẹp quá. Say. Say sống á. Đây bạn, thì hiện tại mình đã đặt chân sang Trung Quốc rồi nè. Cái đường ranh Việt Nam Trung Quốc á, thì hiện tại cái chấm xanh nó ở phía bên cái đường ranh đó rồi, là hiện tại hai đứa là đang ở bên Trung Quốc chuẩn bị nhập cảnh về Việt Nam. Qua Trung Quốc không cần phải giấy tờ, không cần phải passport, không cần phải làm thủ tục gì cả, chỉ mất 50k có thể sang Trung Quốc với một cái view tuyệt vời, view đẹp nhất nhì thế giới đó. Nhảy TikTok đi con. Đấy, hai chị em phối hợp rất là ăn ý. Gây 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 gây. Cameraman, cameraman xin xin to ghê. Xin nhiều ơi. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Bướm bướm bay năm ba vòng, bướm bướm bay năm ba vòng, bay vòng quanh, bay vòng quanh. Đừng lại đấy, không phải đùa đâu. Lại lớn lên lại giết chết bao nhiêu trái tim của các chàng trai đấy. Chú đang còn say rồi. Bé tí thế này mà chú đó còn ngất ngây rồi, lớn lên có mà chết. Đây bạn, từ ở trên trên đỉnh thì gần gần ở giữa đỉnh á sẽ có ngôi chùa Phật Tích. Thì các bạn đi bộ lên đó thì các bạn sẽ ngắm được trên cao của thác Bản Gốc. Ở giấc này hoàng hôn xuống này, đẹp thế nhỉ. Đây bạn, bên Trung Quốc người ta xây hàng rào rất là cao luôn này. Bên đó họ xây cái hàng rào như thế này là dọc biên giới Việt Trung luôn á. Đáng lẽ hàng rào là họ phải xây ở giữa sông như này nè, nhưng mà kiểu không xây được cho nên là họ xây trên đó. Nhưng mà nửa con sông, con thác này vẫn là của họ nha. Mỗi bên một nửa. Nè, các bạn nhìn sang bên Việt Nam của mình này, có phải tuyệt phẩm không? Tuyệt vời chưa? Đấy, có một cái bãi đất như thế này. Đúng rồi, thoải thoải lên. Còn bên Trung Quốc thì núi rất là cao. Mặc dù họ làm những cái kiến trúc như vậy nhưng mà cũng không có đẹp bằng Việt Nam. Em ơi, giấc này hoàng hôn xuống nhìn được mây rồi, đẹp cực. Đi xe với cả mình đi đường đèo dốc nhiều quá mà. À, từ hôm qua đến hôm nay rồi, giấc này hết sức. Cái máy này chạy xong là bê về hả anh? Để ở đây thì cũng được thôi, nhưng mà cái nước mưa các thứ mình ngấm vào cái gì mai nó lại đổ khó ngay. À. Phải mang đi về đặt ở trong nhà, trong cái che xuống ra ngoài. À, đó là lý do chính chứ không phải là sợ mất ha. Ừ, không. Ở đây thì không mất được. Tôi đây này. À, dạ. Em cũng thấy lạ rồi sao cứ về ra về vô chi cho cực vậy. Ở đây thì nó ảnh hưởng thôi. Cái dạ. Nước mưa này. Nước mưa. Ở thác đêm nó đặc mạnh. Dạ dạ. Nước hết cả cái sàn ấy. Dạ. Nó ngấm vào những cái máy móc nó hỏng ngay. Dạ. Mất ở đây thì ai dám lấy được. Bên Trung Quốc thì không cắt mình rồi. Lấy thì cũng không biết bán đi đâu. Đầu Trung Quốc thì nguy hiểm lắm. Dạ. Có bên mình cắt nó thì bên đó cắt luôn. Để đi view thác Bản Gốc xong thì không biết chắc này có lên chùa không nhỉ? Vẫn sáng mà đúng không? Đi không? Đi nổi không? Đi nha.
Ok, giờ này lên chùa nha các bạn nha. Từ chùa sẽ nhìn thẳng xuống với cả con thang nha. Chơi hết sức với mọi người luôn, đi thôi. Câu trước khen mà câu sau chị nói làm em hơi đau lòng. Cháu cho chú ra thầy cái áo sơ mi trắng nữa. Đây vậy. Nào, chụp với view thác đi. Đây. Có chú cùng với cả cái đi chú. Đây. Có vụ này nữa ta hôm nay. Lần đầu cũng cuộc đời em chụp hình với mình nhỉ. Cái này nào. Sao em bạn biết em đấy. Cô biết không? Bạn bảo vệ ơi con biết chú kia đấy. Bạn kể chứ. Các bạn ấy xem YouTube. Đúng rồi. Rồi con giơ tay lên, Ok, rồi cảm ơn chú nha. Phan Lý chú à. Chú con học giỏi nha. Đây, đây. Cảm ơn gia đình. Em còn cảm ơn nha. Này nha. Dạ. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Phan Lý của chú có, à. Có nữa hả? Đang yêu nhỉ? Ừ. Mẹ con biết chú ở đấy. Bữa cho, thấy anh nổi tiếng cho. Anh nổi tiếng rõ. Mình phải xin chú ký dần các bạn ạ. À, đưa tay đây anh cho đấu răng nè. Nhà mình ở Hà Nội xuống hả chị? Ừ, chị ở Hà Nội xuống. Dạ. Mùa hoa tâm sắc mạch. Tháng 11 chúng ta vẫn sẽ đi không phải là nữa là mình đi để gắn hoa. Dạ. À thế à? Thế đúng hai đứa này rồi. Em rồi. Hai đứa cũng mới đi phát quần áo cũ cho các hộ dân. Em cũng vừa đi phát ở trên Cao Bằng về. Xong sáng Bảo Lâm. Quảng Lâm. Đã đi nhiều lần ở trên Hà Giang rồi, xong rồi có một lần mình cũng là kết hợp với cả các công ty của anh bạn ấy. À. Mấy bạn thân kết hợp với nhau. Dạ. Vâng. Xây một đoạn đường mấy km. Wow. Chị ấy xây hẳn cả một đoạn đường. À. Thì không thể tưởng tượng nổi là cái đường dốc đất như thế mà người ta đi xe được. Dạ. Yeah. Lúc trước là họ đi hai bánh, chị làm đường bê tông xong họ đi một bánh luôn. Ở trên đấy tay lái người ta cứng lắm. Nghĩ là người ta đi được con đường như thế vì khi đổ bê tông lên rồi mình còn thẳng lắm đi. Dạ. Thế mà họ đi được đường đất. Đi tuột thì đi cái đường Hà Giang thì vẫn mê. Vâng, đường đó nó to mà nó. Bằng này nhá, đi thì là nó cứ được săn sát. Ừ. Dạ. Như nếu khi em đi Hà Giang em nhìn xuống em nhìn được cả cung đường em đã đi qua. Dạ. Nhìn thấy cảm giác là cái thứ nhất là đi đến chỗ đoạn dòng sông Ngọc Quế. Ngọc Quế. Đúng rồi. Nhìn xuống nó bao la nhưng mà nó kiểu nó hùng vĩ thế nào ấy. Mình thấy thiên nhiên nó rộng lớn. Nhìn mình như kiểu rất là nhỏ bé ở đó. Mình không nghĩ là mình lại đi được những cái cung đường như vậy. Dạ. Không hiểu ông cha ta làm được những con đường như vậy. Đường hạnh phúc đó. Đèo mã khí đen con đường hạnh phúc đó. Đấy. Nhà cả nhà mình đây á ha. Dạ. Bé hôm sau là bé xuất hiện trên kênh của chú này. Kênh chú 18 cộng cơ. Dạ. Ở đâu? Em ở trong miền Nam. Chỗ nào? Ở đây em ở đâu? Ở đây em đang ở Hà Nội. Nhưng mà em mà ở Sài Gòn em ở đâu? Lên đây ở đâu? Lên đây á. À hôm qua em ở trên nhà người dân người tụi em đi phát quà. Xong là ở trên đó luôn. Chọn ngày đây thì lên uống rượu. À dạ dạ. Ta tí về Cao Bằng ở. Dạ tụi em về thành phố Cao Bằng. Dạ. Tụi em về thành phố cho nó gần Hà Nội, mai tụi em về sớm. Em quay là quay cả cái thác như này nè. Ôi em quay đẹp gì em biết chị biết tôi nhờ em quay là xong. Bọn chị không biết quay xấu lắm. Trời ơi đẹp không? Quay lại để quay. Quay lại để quay nhá. Quay để quay lên hình là đẹp này. Nhưng mà không ấy. Ôi quay đi đấy cơ mà. Nhưng mà con ngựa này nó đang ở bên đầu kia của thác. Còn bên mình tít ở mạng ngoài chị ạ. Em thấy cái con ngay ngoài ấy.
thì nó sẽ nhìn thấy, còn con này là đứng gần, đúng rồi. Đẹp ấy, đẹp phải đâu, người đẹp như thế này quay cái gì sẽ đẹp. Tụi em đi trước đây. Dạ. Bye bye cả nhà. Chắc chú làm 18 cộng kiểu gì mà các cháu cứ xem hết thế này. Không, bố của các cháu xem. Hồi nãy anh thấy rồi. Chị này nói nhỏ để về mẹ quýnh bố chết. À, đi xe ôm khứ hồi một người 50k. Nhưng mà tụi mình chọn đi bộ các bạn. Nó cũng khoảng 1 cây đó mọi người. Đó, hết tiền rồi. Để dành tiền trăm đó đổ được 3 lít xăng. Cũng phải tính toán tí. Chứ cũng không có dư giả nhiều. Đây là đường lên chùa. Ôi đừng có chạy. Tí thì tha hồ mà thở. À, đây là đường lên chùa Phật Tích nha các bạn. Thì lên trên này mình nghĩ là vẫn sẽ ngắm được một tí hoàng hôn. Em cầm giùm anh nhé. Anh xin phép anh quay chùa. Anh đi mấy nơi này. Anh phải xin phép anh quay. Đây là cảnh khi quay vào lúc 7 giờ tối này các bạn ơi. Tuyệt vời đẹp luôn. Đây, mặc dù có hơi tối nhưng mình vẫn ngắm được vẻ đẹp của thác đây. Từ trên cao nhìn xuống này. Tuyệt vời luôn. Phía bên Việt Nam mình thì rất hoang sơ các bạn. Đấy, rất là hoang sơ luôn. Có một bãi kiểu ruộng trồng nhìn như ruộng các bạn. Rất là hoang sơ và đậm nét đẹp. Còn bên Trung Quốc thì người ta lại thích là làm kiểu như kiểu điền sơn trang vậy á. Nói chung cũng rất là đẹp. Đấy, hòa mình vào thiên nhiên núi rừng hùng vĩ. Đó chính là những ngôi sơn trang, ánh đèn led lấp lánh. Người ta mở nhạc chung to lắm, nghe ầm ầm luôn. Nhưng mà mở những cái bài phải nói là rất là nghe phát là rùng mình luôn á, rất là hay, rất là hùng vĩ. Và nếu như ban ngày thì ánh sáng nó tốt hơn. Nhưng mà rất xin lỗi các bạn vì hành trình xa quá. Mình đã cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Nhưng mà vẫn đúng tốc độ để đến đây. Có hai nhánh các bạn nè. Nhánh vợ nè, nhánh vợ nhỏ nè. Bên kia là nhánh to, nhánh chồng. Các bạn thấy làn sương bay lên không? Đó. Như anh chèo thuyền á, anh chia sẻ là tối thác nước nó sẽ chảy mạnh hơn. Nước mây ra cái đám mây đó, đám mây nước đó sẽ bay hẳn xuống đây luôn, ướt hết những cái thuyền bè ở dưới luôn. Rất lẹt rồi. Thì bây giờ mình sẽ đưa cô giáo Chung về thành phố Cao Bằng và nghỉ ngơi tại đó. Thì có đặc sản gì thì tụi mình sẽ ăn review cho các bạn xem nhé.